anh hùng liên minh thế giới quan viên nguyệt ký ngón tay vàng, ta sám hối, ta có lẽ không nên đến trên đời này. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Liễu Anh khi còn sống, nhưng sự tình cũng không thuận theo tâm ý của hắn, hắn lại một lần nữa tỉnh lại, tỉnh lại ở trên chiến trường tao ngộ chiến giữa Ionia và Nô Xuất vừa mới kết thúc. Kinh cức chi quan tại trên đầu hắn như ẩn như hiện, tại thoáng chốc hắn trong nháy mắt cái gì đều biết, sám hối tại trong tay hắn hiện lên, một đạo thanh thúy AI nữ âm sông vào đại não của hắn đi sang, ác. Khuyết tật, liệu anh đứng dậy, ở giữa vô số thi thể thoải mái cười to. Có rất nhiều danh hiệu sau này của anh ấy, cao nhân thế giới của Ionia, nghệ sĩ thuần túy, thợ săn hàng đầu của Itha, vị cứu tinh của Pintop, vua không vương miệng của juan v.v. Nhưng là hắn không thèm để ý nhiều như vậy, có lẽ lúc ban đầu hắn cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái phổ thế trên ý nghĩa anh hùng đi. Chương một. Người tên gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không hai. Giúp người thông linh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không ba. Phù văn đại kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Duy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 F02 70 Thiên Nga Đen Chi Mộng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Bọc biển bên trong Mỹ Hảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thu nhận thành công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 08 Ở lại đây à Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 09 Nổi điên kiêu gấu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Cây phong bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test